Xin chào bạn sâu. Xin chào các bạn. Rồi. Hôm nay con chơi trò gì vậy? In hình. In hình hả? Con chơi in hình. À, con vừa chơi vừa học màu nha. Học màu. Rồi bây giờ con vừa sắc màu. Đúng rồi, giờ con bóc ra đây nè. Cái đó in hình rồi in như nào in cho các bạn xem nè. Rồi bóc ra bây giờ màu gì con nói cho bố nghe nha, lấy ra nói cho các bạn nghe rồi mình in xem nó như thế nào nha. Rồi lấy ra một cái màu bất kỳ lên ơi, lấy màu nào lên coi, con lấy thử ra đây. Con lấy lên đi, con lấy, con muốn tô màu nào là hình mặt mình, hình nó hình gì, hình gì nè, coi hình gì nè, hình cười. Đâu đưa cho bố xem, hình cười không? Rồi đúng rồi, hình cười rồi. Rồi màu đó màu gì con? Màu biên. Màu biên là màu gì? Màu biên là màu gì nè? Trời ơi, bình thường con biết mà giờ con phải từ từ nói chứ. Màu biên tiếng Việt là màu gì? Màu gì nè, suy nghĩ lại đi. Hả? Màu hồng hả? Biên. Rồi, màu hồng là màu pink. Rồi, ok. Ở ra hình mặt cười không con? Đâu? Xem coi, hình mặt cười không? Thôi con in ra chỗ khác đi, xem nó là sao. In ra chỗ khác. Không có con nào. Đâu? À cái hình mặt cười, nhưng mà nó hình gì trong đây là hình gì chứ? Hình nữ nè. Rồi bố không biết hình gì luôn á. Rồi đóng nắp lại đi, mình lấy một khác đi. Ngược. Đóng ngược, ngược. Ngược. Ủa nó bị lem mà, rồi kệ nó con. Rồi con qua một khác con chơi đi. Lem rồi. Rồi rồi bây giờ con lấy hình gì nè? Hình này. Hình đó là hình gì con? Cũng hình mặt cười luôn đúng không? Hình cái lưỡi luôn nè. Hình cái lưỡi luôn nè. Hai cái hình nó lưỡi luôn. Ờ rồi vậy con lấy ra hình đó màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ tiếng Anh là gì? Red. Ờ red. Đó nói lại coi. Red. Ờ đỏ red. Rồi ờ anh đang nó ra rồi, rồi nhắc lên nó là cái gì? Đúng là hình mặt cười không? Đúng là hình mặt cười đúng không nè? Rồi đóng lại rồi, giờ con lấy màu nào? Ngôi sao. Hình ngôi sao. Rồi hình ngôi sao là màu gì nè? Blue. Sai rồi, nhìn lại. Nhìn gì? Blue. Trời ơi, màu đó màu blue hả? Con nhớ sai rồi. Màu đó tiếng Việt là màu gì? Xanh. Trời ơi đâu phải. À ngôi sao màu blue à? À bố xin lỗi nha. Đúng rồi, ngôi sao màu blue. Nhưng mà cái vỏ ngoài là màu gì? Blue. Không, cái vỏ ngoài màu ngoài này nè. Màu này nè. Yellow. Yellow màu vàng. Rồi. Rồi in nó hình gì? Đúng là ngôi sao nhưng mà hình nó lại trong là mực màu đỏ. Đúng không? Rồi. Bây giờ mình chơi màu gì tiếp con? Hình gì tiếp? Con nói hình gì tiếp nè. Hình đó. Hình đó hình rồi, hình đó mình chơi rồi mà, màu đó mình ấy rồi. Ủa, bí gì vậy? Ngứa hả? Ôi, xấu xí quá. Cái bụng. À, cái bụng. Trời ơi. Rồi bây giờ rồi lấy màu đó nha, màu đó màu gì nói cho các bạn nghe nha, nói cho bố biết nha, màu đó màu gì con? Green. Màu green tiếng Việt là gì? Xanh lá cây. À, được, chính xác. Rồi giỏi. Rồi anh ơi xem nó ra màu gì. Rồi đâu, wow, cái hình mặt cười hình giống người tiếc quá vậy đúng không? Biết. Giống y chang vậy. À giống y chang vậy hả? Nó giống thôi chứ không phải đâu nha. Rồi tiếp tục, còn màu gì nữa không ta? Đúng rồi, còn một màu nữa mà lúc nãy con nói sai á. À con nói nó cái gì ra? Đó màu gì á mà một nè, màu blue đâu? Chỉ cho bố nè. Đây. Đúng rồi, màu blue là tiếng Việt là gì? Xanh nước biển. Xanh nước biển chính xác. Rồi lấy ra xem coi nó là hình gì. Rồi con lấy ra xong con ịn vô giấy coi nó là màu gì nha.
Rồi, thử coi. Thử ảnh ảnh mạnh xuống coi nó là hình gì, màu gì. Ồ, hai cái mắt với hình cái miệng đúng không con? Cái miệng. Nè đó, đúng không? Chính xác. Rồi còn con. À, bố thấy trong đó có hình mặt trời kìa, ông mặt trời kìa. Ông mặt trời đâu? Ông vô ông mặt trời cho mình lấy ông lấy ông mặt trời ra nha. Ông mặt trời đâu con? Đây. Rồi, đúng rồi, lấy ra lấy ông mặt trời. Con ống vàng. Ơi, sai rồi, cái đó là màu gì? À, bố xin lỗi. À, cái đó cái mặt nó là orange, nhưng mà cái vỏ ở ngoài là màu vỏ gì? Màu gì? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là từ nãy giờ bố sai. Con nói theo cái hình mà bố cứ tưởng là nói theo cái màu cái hình này đúng không? Cái hình này là màu cam orange đúng không? Đúng rồi. Hay quá trời ơi, mặt trời đẹp quá nè. Wow, mặt trời đẹp quá nha, dễ thương quá nha. À, còn gì nữa không ta? Rồi con xem, nhưng mà con còn thích chơi màu gì nữa, coi hình gì nữa nè. Hình ngôi sao. Hình ngôi sao mình làm rồi, hình ngôi sao mình làm rồi, đây nè đó. Cái hình này là hình gì con? Bố không biết nè. Không biết. Hình gì tự nhiên có cái mặt cười rồi, có cái đội cái nón giống cái vương miện ở trên đầu đúng không? Vương miện con có luôn. Vậy con lấy ra thử coi, con lấy ra thử coi con ảnh xem nó ra hình gì nha. Dạ đúng, đúng rồi con. Cái đó xài chưa ta, cái đó hình chưa ta? Trời. Hình rồi mà. Hình rồi. Ờ. Hình rồi mà. Ừ, vậy hả? Vậy bố không nhớ lắm. Vậy còn chơi nào nữa không? Hay là đủ màu chưa? Chưa mà. 1 2 3 4 5 6 7. Còn 1 2 4 tới 10 lần á. Rồi cứ ảnh thử nữa nha. Tiếp tục. Ôi, hình này khó quá. Hình này như là một mắt nhắm, một mắt mở đó con. Đúng không? Con xem đúng không? Một mắt nhắm, một mắt mở đó. Đây nè, cái này là một mắt nhắm, một mắt mở nè. Rồi cái này là cái miệng nè, đúng không nè? Cái miệng. Ừ. Còn màu green kìa, còn màu green có ngón tay giống như là chúng đúng không? Say hello á, người ta nói chào, xin chào ở đâu đúng không? Rồi con lấy ra nè. Rồi con thử cho bố xem. Đó, dễ thương quá. Cái miệng say hello, cái hơn hai ngón tay say hello, hai con cái mắt cười với cái miệng cười à. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Còn một hình nữa. Còn một hình này. Một hình nữa. Hình nào ta? Hình nhạc này đúng không? Nhạc chú làm. Hình nhạc làm rồi. Hình nhạc làm lúc đầu rồi. Nào nào con, như con còn thiếu cái hình nốt nhạc á. Nốt nhạc mấy con để làm lộn nữa. Con lấy hình nốt nhạc đây nè. Rồi lấy ra làm rộn. Rồi dạ, nó làm rộn. Ừ rồi. Nhưng mở ra con đóng lên, đóng xuống nè. À chứ nói cho bố nghe, nốt nhạc cái vỏ đó màu gì? Pin. Rồi một pin là màu đúng không? Màu gì nè? Không đúng rồi cơ. Rồi ảnh đi, ảnh đi xuống nè. Rồi đó, ra được nốt nhạc rồi đó nè. Xong rồi đó. Rồi con còn muốn chơi cái nào không? Cái hình này là in hình nó chỉ vậy thôi, vừa in hình nè, biểu tượng cười nè, ngôi sao, mặt trời, rồi cho bé học học màu sắc đơn giản vậy thôi. Hoặc là cần mình in, mình dán, mình ảnh vô đâu cho nó đẹp dễ thương vậy thôi ha. Dễ thương chưa ở đâu, tác phẩm của con đâu, cầm lên cho các bạn xem nè. Wow, đủ thứ hình hết. Rồi vậy là chơi xong rồi đó con. Em con muốn chơi gì nữa không? Thôi giờ thôi nghỉ con nha. Chơi kia. Con chơi kia hả? Rồi vậy con chào các bạn đi, rồi con chơi cái kia. Rồi hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Con nhìn đây nè.
Chào các bạn, hẹn gặp lại. Thank you. Thank you. Thank you so much. It's been emotional.